Chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở video của mình. Thì các bạn ơi, đây là con rồng Nam Mỹ của mình nhá. Thì hôm bữa mình có quay cho các bạn xem rồi đấy. Nhưng mà hôm nay trời bắt đầu hừng hừng nắng ấy, nên bắt đầu mình có thời gian phơi nắng cho em nó. Thì sau một khoảng thời gian là một tuần mình đi làm thì mình không có thời gian. Thì hôm nay được ngày nghỉ thì mình lại có thời gian để ra phơi nắng với lại cho tí nữa cho em nó tắm một tí. Đây các bạn này. Thì con rồng này hôm trước là mình mua của ông Anh Hiệp này. Đó, rất lành nhá, nó cũng không rát gì mấy đâu. Mình cũng không có kinh nghiệm để nuôi cái loại rồng này mấy đâu. Thì mình nuôi về mua về được một tuần nay rồi thì nó cũng không ăn được nhiều, nó cũng không ăn nhiều đâu. Đó, thi thoảng nó ăn một hai cọng rau muống này. Thì 3 ngày nay rồi thì nó cũng chưa ăn, nó chỉ uống nước thôi các bạn ạ. Thì mình nghĩ là mình để ở trong nhà ấy, nó tối nó khi nó thiếu canxi hay là thiếu gì, nói chung là nó không muốn ăn ấy. Thì hôm nay được ngày chủ nhật này, nắng lôi thì mình cũng có mang em nó ra để phơi nắng tí đây. Vừa mới sắm được cục gỗ này các bạn ạ. Thì bây giờ chuồng thì mình nhốt tạm ở chuồng này thôi, chưa có thời gian để đi đóng cái chuồng khác. Thì nhốt tạm ở cái chuồng này. Đấy, mình mới sắm cái cục gỗ này. Để các bạn đứng lên. Nhìn này, các bạn nhìn cái rông này, à cái yếm của nó này. Nó xé ra rộng không? Nó rất lành nhá, con này mình nó rất lành. Nó không ăn nhiều đâu, nó chỉ ăn rau nên nuôi rất dễ. Mình tí nữa mình đang nắng hơn một tí nữa thì mình ngâm nước nó tí cho nó mát nha các bạn nhé. Vì cái dòng này nó cũng thi thoảng nó cũng phải tắm cho nó cái. Đến người mình phải tắm, cũng chi là con vật. Thì các bạn nhỉ. Đây là mình cứ để đây phơi nắng. Thì có mang một cái thau nước ở đây để cho con chip chip của mình tí nữa nó tắm nhé các bạn nhé. Đây các bạn này, em là chip chip của mình. Hôm trước mình có quay cho các bạn mà bảo là sau nó bị gà mổ ấy, thì con bé của mình nó cũng chết mất rồi. Nó chạy nhanh quá. Thì các bạn này, thì con bé của mình ấy nó cũng chết mất rồi. Thì mình thật ra buồn lắm nhưng mình không muốn quay cảnh đấy cho các bạn xem. Thì bây giờ thì còn mỗi mình em nó đây. Thì cũng lớn rồi. Đây cái vết ở đầu ấy, giờ nó chưa cả móng lông được ấy. Thì hôm nay mình mang em nó ra để tắm tí, cho vài nước tí. Lâu lắm rồi không vài nước. Để khi hơi ít nước thì các bạn chờ mình thì mình lại đi lấy thêm nước cho nó nhé. Vẻ em nó rất thích nha các bạn nhỉ. Mình lấy thêm ít nước nữa. Đấy các bạn. Mình ra bể cho mình lấy thêm ít nước nữa cho nó đầy lên đi. Thì em nó tắm này sẽ thích hơn. Đây, sao phải sợ? Đấy, sợ lại chạy vào ngay. Thì các bạn này, cái video trước mình có quay cho các bạn bị đàn gà con ấy nó mổ. Thì con chip con vậy chắc cũng thời gian đấy nó rét quá nó không qua khỏi. Nói chung cái cảnh tượng buồn ấy mình không muốn gửi đến các bạn. Thì đây giờ còn một mình em nó. Vào tắm đi. Vào tắm đi. Đây. Rỉa lông đánh cánh các bạn. Các bạn nhìn nó rỉa lông đánh cánh. Sợ à? Sợ anh à? Bơi đi. Nếu như mình không gần nó mấy khi môn là nó cũng sợ mình, nó rát.
đấy, nó chạy kinh lắm, chạy khỏe lắm. Giờ còn chạy nhanh hơn cả vịt này, nhanh cả vịt này. Như các bạn, mình để nó tự nhiên đi. Đấy, rất lâu rồi cũng không được tắm như này đâu. Thì hôm nay được tắm cái nhưng mà cũng rát người. Nhìn gì đây? Nhìn gì đây? Con này đang nhìn mình này các bạn ơi. Em rồng đang nhìn mình. Đấy. Đó, bỏ ra đây. Cái này của mình không phải là nó mùn màu như các bạn nhỉ. Ở đầu này, đầu này nó bạc bạc này. Người nó hơi đỏ đỏ, thâm thâm. Bụng nó bụng màu xanh này các bạn này. Đấy, bụng màu xanh. Rất hay nhá. Con này gọi là kiểu là ba màu ấy. Nhìn cái rông của nó. Đấy. Rất đẹp. Hôm nay cho phơi nắng còn gì nữa. Thì thôi chắc con chip chip này của mình nó cũng không muốn tắm nữa rồi các bạn. Mình sẽ thả ra cho nó phơi khoảng sân tay cả. Bao nhiêu ngày rốt. Coi cho các bạn xem luôn hai gà chín kia của mình này. Cái này con này là gọi là tía mơ chân vàng. Mình chỉ nuôi gà mơ thôi, căn bản là có duyên với gà mơ mà thì mình thích nuôi gà mơ. Thò đuôi đây em ngan này này em chip chip lại mổ mất đuôi giờ. Đúng đấy. Như các bạn nhìn này, đuôi nó rất dài. Lắm con nào nó mà giữ ấy, đuôi này nó quật ghê lắm. Đuôi này nó quật kinh. Nhưng con này của mình nó lành thì nó không quật. Nó rất gần gũi với người. Đấy. Bây giờ mình rốt lại chip chip lại, đuổi chip chip ra chỗ khác nó nhá. Để mình cho em rồng này tắm một tí, ngâm nước một tí. Anh bé đi tắm, ngâm nước. Đấy. Các bạn nhìn này. Nó bò tay mình nó không chịu xuống luôn này. Một tay mình cầm máy quay thì không đẩy được em nó xuống này. Thì mình để tạm máy quay đây xong mình mình đã đẩy được em nó xuống nước rồi nhé. Trơn quá, nó trèo lên này. Ai trèo xuống đây. Xuống đây tắm đi. Xuống đây. Tắm nhờ sướng cái gì nữa. Các bạn này. Mình mới tắm lại vừa vút ve nó. Đuôi nó thành khúc này, thành mấy khúc, nhìn đuôi nó nhìn như con chăn ấy các bạn nhỉ. Đuôi nó nhìn như con chăn luôn này. Tắm nó sạch sẽ nhá. Các bạn nhìn
khi có vẻ là nó cũng không thích nước lắm đâu các bạn. Nó sợ đấy. Treo trên này rồi. Thôi mình lại cho nó xuống dưới này. Chạy làm sao được với anh mà. Thôi các bạn này, mình cũng cho em nó lên đây. Cho tập thế thôi. Vậy là cho mát người thôi, lại nên cho lên phơi nắng nha các bạn nhé. Rồi, đấy. Treo lên gì? Treo lên gì? Anh bảo treo lên gì? Đấy, ra đây, đây, đây. Rồi. Rồi các bạn này, thì video của mình kết thúc ở đây nha các bạn nhé. Thì em dòng Nam Mỹ này của mình thì sau một tuần mình bắt về thì bây giờ được tắm lại phơi nắng một lần, và thì rất buồn thì em chip con lại không còn, thì còn mỗi chip lớn thôi. Thì mình vừa mình tắm rồi, mình thả ra một tí rồi, thì hôm nay để cho nó khuây khỏa một tí thì mình sẽ để con rồng này mình phơi nắng ở đây. Video của mình cũng kết thúc luôn ở đây nha các bạn nhé. Mọi người mà thấy em rồng này đẹp hay là có cái kinh nghiệm gì về nuôi rồng Nam Mỹ này thì hãy comment bên dưới góp ý với mình nha các bạn nhé. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.